Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống website nhà đất huyhùng.com và trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà đất Huy Hùng. Buổi chiều ngày hôm nay Hùng sẽ đưa chúng ta đến với trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà rất đẹp và thiết kế rất là dễ thương, cũng như là được xây dựng là một trệt một lửng 3 lầu. Nhà mình có gara xe hơi cũng như là phòng khách, hai phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là đông tây tứ trạch nha mọi người. Và căn nhà này có diện tích rất là lớn, ngang 4m2, độ dài 20m và được thiết kế là một lửng và 3 lầu. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta nha mọi người. Căn nhà rất đẹp và cao cấp này, chúng ta để ý này. Ở đây có hai căn dài thì đã bán được căn phía trong rồi, chúng ta còn căn phía ngoài thôi. Và đây là con đường trước nhà, một con đường nhựa lên tới 8m, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Một con đường cách mặt tiền đường chính đường Lê Đức Thọ của chúng ta khoảng chừng 50m thôi nha mọi người. Và chúng ta sẽ vào trong để tham quan căn nhà rất là dài, có gara đậu xe hơi riêng này nha mọi người. Hướng nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là tây tứ trạch. Và bên ngoài chúng ta có một lớp cổng sắt phía ngoài, bên trong chúng ta có gara xe hơi khoảng chừng 5m. Chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và cái gara xe hơi này được ốp đá và trồng cây xanh ở đây nha mọi người. Phía trên thì chúng ta lợp mái và có những cái rào sắt che lại để tránh mưa và chống trộm nha. Gara xe hơi nhà mình đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ. Di chuyển vào trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực lớp cửa chính, lớp cửa gỗ căm xe. Và nhà mình được thiết kế là một lửng và 3 lầu. Ở đây chúng ta có thêm một gara xe hơi nữa, hoặc là phòng khách số 1. Nếu mà gia đình mình có hai xe hơi thì nhà này cũng đậu vừa nha. Phía trên tầng lửng chúng ta còn một phòng khách nữa. Và căn nhà này đang được giảm giá mạnh, giảm ngay tới 500 triệu đồng cho quý anh chị nào thiện chí mua. Giá bán bây giờ bên Hùng chào bán chỉ hơn 7 tỷ một tí xíu thôi. Còn thương lượng cho một căn nhà ngang 4m2, độ dài 20m, được thiết kế trang trí một trệt một lửng 3 lầu với những ánh đèn chiếu sáng rất là lung linh và đẳng cấp trên trục đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cùng tham quan bên trong căn nhà. Phía dưới chúng ta đổ bê tông phía dưới và ốp gạch bóng kính 80 nha. 24 chúng ta ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 2m2. Và trên tường chúng ta có những bức tranh 3D kết hợp với giấy dán tường, trần thạch cao, đèn chùm và những cái đèn LED chiếu sáng khá đẹp và cao cấp. Đây. Di chuyển vào trong nữa thì chúng ta sẽ tới với khu vực cầu thang được gia chủ ép sát vào bên tường với tay vịn được làm bằng chất liệu của gom xe. Có một khu vực trụ đá nhìn rất là sang trọng này và lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Phía bên trong là khu vực bếp và có một tủ rượu ở đây. Khu vực bếp của nhà mình thì có một bộ bàn ăn 6 ghế được làm bằng chất liệu gỗ sồi sẽ được gia chủ tặng sẵn khi chúng ta mua. Và cái khu vực bếp này thì chúng ta có khu vực để tủ lạnh. Đây là khu vực để tủ lạnh. Trên khu vực bếp thì chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và tường khu vực bếp thì gia chủ ốp gạch lên cao tới trần luôn, một loại gạch màu xanh. Và bên này là khu vực bếp với khu vực bồn rửa chén bát, khu vực giá kệ để chén bát, khu vực máy hút mùi và tủ kệ bếp phía dưới thì màu xanh, phía trên thì màu trắng và mặt đá bếp thì làm đá hoa cương màu đen nha. Đây là tủ bếp ăn cường nha mọi người. Phía sau nhà mình chúng ta có khoảng giếng trời và phòng vệ sinh cuối nhà. Đây là khoảng giếng trời phía sau, cũng như là phòng vệ sinh cuối nhà đây. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi. Đây là Hùng quay từ phía sau ra. Ngang 4m2, độ dài 20m và gia chủ đang chào bán chỉ có 7 tỷ 080 triệu đồng thôi. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà có gara xe hơi riêng và nằm trong một khu đồng bộ 50 căn của trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì Huy Hùng đang có 4 căn chào bán nha, với một căn là giá 6 tỷ 3, hai căn giá 6 tỷ 7 và một căn này là có gara xe hơi và diện tích lớn hơn thì giá nó hơn 7 tỷ một tí xíu còn thương lượng. Thì quý anh chị quan tâm có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Để chúng ta đi xem và sở hữu ngay một căn nhà rất là đẹp, giá bán đang rất hấp dẫn này nha mọi người. Di chuyển cầu thang lên khu vực không gian tầng lửng nha.
Đây là phòng tiếp khách trên tầng lửng với không gian tiếp khách rất là rộng. Trên đây được gia chủ tặng kèm tủ hệ tivi này, trên tường tạo ốp nhựa giá gỗ và trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Bên đây là sofa, sofa sẽ được tặng kèm nha mọi người. Phía sau chúng ta có giếng trời và cửa sổ ra giếng trời cũng như là quạt gió. Đây là khu vực phòng khách trên tầng lửng rất đẹp và cao cấp này. Phòng khách này thì chúng ta tặng kèm bộ sofa màu trắng bằng da rất là bền và đẹp. Đây là khu vực trần ở phía ngoài tầng lửng, khá là lung linh nha mọi người. Di chuyển lên trên lầu, chúng ta tham quan 4 phòng ngủ nha. Căn nhà rất là dài, phòng rất là rộng và thoải mái. Đây là phòng ngủ số 1. Chúng ta có một phòng ngủ với nội thất bên trong là tủ áo này, trần thạch cao, ống máy lạnh, phía sau là cửa sổ ra giếng trời và phòng vệ sinh trong nhà. Quá đẹp nha mọi người. Phòng rất là rộng để chúng ta thoải mái bố trí không gian cũng như là bố trí giường ngủ rất là rộng mà thì chúng ta dễ bố trí hơn. Đây là phòng vệ sinh bên trong với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sen thuyền và gương soi. Chúng ta qua phòng ngủ số 2 nha mọi người. Phòng ngủ số 2 này, chúng ta có một phòng ngủ rất rộng đây. Phòng ngủ số 2 rộng hơn phòng ngủ phía trước và có cửa sổ và cửa ra ban công. Đây là ban công phía trước của nhà mình. Đây là khu đồng bộ của chúng ta. Đây là phòng ngủ số 2. Thì chúng ta cũng có tủ áo và vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh phía trong. Nhà mình có 5 phòng vệ sinh và căn nhà chúng ta thì được gia chủ làm rất là kiên cố và chắc chắn nha. Với diện tích ngang 4 độ dài 4m2, độ dài 20m và được thiết kế là một lửng 3 lầu như thế này. Nhà mình thì có thể đậu vừa 2 xe hơi, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán cho căn nhà này là 7.080.000 đồng còn thương lượng. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà mình thì sát bên chợ, trường học, nhà thờ, gần với khu vực làng hoa, khu vực đường Quang Trung. Và đi ra sân bay từ nhà mình thì khoảng chừng 15 phút và đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 2-30 phút nha. Đây là khu vực không gian lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4. Chúng ta đang nhìn đây. Chúng ta vừa tham quan xong phòng ngủ số 4 và chúng ta sẽ di chuyển lên trên để chúng ta tham quan không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Trên đây thì chúng ta sẽ có khu vực sân thượng sau này. Sân thượng sau thì chúng ta có khu vực để máy giặt và rào chắn rất là kỹ rồi. Để máy giặt bên đây nha mọi người. Đây sân thượng sau. Và ngoài đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ chúng ta đây. Và ngoài này là sẽ là khu vực sân thượng phía trước. Sân thượng phía trước của nhà mình quá rộng và thoáng mát, với vị trí rất đẹp và xuất sắc. Sát bên đường Lê Đức Thọ, kia là đường Lê Đức Thọ với điện máy xanh và máy hóa xanh kia nha mọi người. Kế bên là chợ, nhà thờ và trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ta để ý này. Đây là một khu đồng bộ gồm 50 căn hẻm cụt, đường chính nhà 8m nha. Cách mặt tiền đường chính đường Lê Đức Thọ của chúng ta khoảng chừng 50m thôi. Rất là thuận tiện cho đại gia đình mình mua ở, mua làm văn phòng công ty, cho thuê hay là làm showroom spa. Và giá bán cho căn này nhà trong đây thì còn 4 căn, với một căn là 63, hai căn là 67 và căn này với giá hơn 7 tỷ một chút xíu thôi. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com để chúng ta xem thêm nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác. Với nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.